Ngủ sớm nè. Thì đó nó chát. Bây giờ nó mới dặn cách thua được. Thơm quá. Còn cái kia ha, đổ gì là nó hợp cái mùi tẩy chịu không nổi nữa. Cái này là mình đặt theo kiểu xưa thôi. Hồi xưa đặt ống tre. Mà giờ ống tre gánh nặng quá, mình cho bình này nó nhẹ. Chưa gánh ống tre không được. Bình này giờ ra bình này nhẹ. Cháu chắc nhiều quá. Thơm quá. Để dầu nhiều quá khó lấy à. Mình nếm mình biết hả chị? Chấm tay á. Cà rơm chị mua bao 50 ký hả? Ký 50 ký. Ký nha, 50 ký là bao nhiêu? 50 ký 773. Bán lẻ thì 15.000 ký. Cực lắm mà sáng giờ đó, từ sáng giờ mà có bao nhiêu đường nữa. Bỏ dặn 20 ký cũng 2-3 ngày mới đủ, một ngày đâu đủ. Còn mấy cơ sở đó ha, uống 100 ký cũng có, một tấn cũng có, nhiều cũng có nữa. Còn cái này là số lượng nó có hạn chứ đâu, còn kia nó vô hạn luôn. Mình không đánh là nó vậy hoài luôn hả? Không đánh gì ha, là chút ha, nó cứng như cục đá. Mà nó trong giấc vậy nè. Rồi ở cơm hết diện nha. Bữa nay ăn tép cũng mất tráng.